Rồi xin chào tất cả quý anh em nha. Thì theo cái luồng Black Friday anh em ha, à, hay gọi là mấy cái ngày thứ sáu đen tối á là mình sẽ sell off giống như là bên nước ngoài hay anh em ha. À. Ở Việt Nam mình á thì nói chung là cái ngày này nó biến tướng lắm anh em ơi. Là người ta hay gọi là uh, họ nâng giá lên xong rồi họ đạp giá xuống thì họ bán thôi. Còn đạt á là uh, mình sẽ không có chơi như vậy ha. Mình là Black Friday thật sự luôn, sẽ sell off cho anh em thật sự chứ không phải chơi theo kiểu mà nâng lên rồi hạ xuống. À. Thì à, ở đây thì mình có nút đề và nút xi nhan của Dream Thái nha. thì cái này, sản phẩm này vẫn bán rất là chạy luôn. Tuy nhiên à, là cũng à, lâu rồi thì mình cũng không có à, đăng lên. Đó, đăng thì vẫn bán ẩm ầm nhưng mà không có sale cái gì cho anh em hết. Thì hôm nay mình sẽ sale cho anh em. Thì cái này là nút xi nhan nè và đây là nút đề của Dream Thái nè đó mình sẽ khu ra cho anh em trước ha tất nhiên rồi anh em coi tới cuối clip để anh em biết cái giá xe off siêu khủng trong cái tuần lễ xe à, off là cái gì thì tuần này là tuần black friday tuy nhiên là bữa giờ mình bận quá không có thời gian lên cho anh em thì mình sẽ cố gắng mình lên vài cái sản phẩm xe off cho anh em ha à, gọi là có phong trào với người ta đó thì đây là nút đều nút xi nhan ha của rim thái nha anh em nha made in thái lan thành viên nha anh em thì đây đây này, trước mình đăng này là nút đề cộng nút chim thái này là 150 ngàn một nút. Đó, là 150 000 một nút này nha. Thì hai nút này nó sẽ là 300. Thì bây giờ à, mình bán cho anh em với mức giá siêu siêu hấp dẫn luôn, nhưng mà anh em phải mua một lần hai nút nha, mua một nút mà không bán. Mức giá khi anh em mua hai nút một nút đề và một nút xi nhan trong cái dịp Black Friday sale off cực mạnh luôn nên là toàn thế giới cho anh em nha chứ không phải riêng Việt Nam mình hay là riêng số của đạt mà là toàn thế giới luôn thì anh em sẽ mua với mức giá là 165.000 cho hai nút tính ra là một nút nó chỉ khoảng 80 thôi rất là rẻ đó rồi cái nút này á, đạt nhập thì nó đã cao hơn 80 rồi nhưng mà bán trong cái tuần lễ Rang ra đây không chơi hình thức đạp giá cao đẩy giá cao lên rồi đạp giá xuống mà chơi là chơi đúng chất giá niêm yết giảm hẳn hẳn sâu cho anh em luôn gần 50 luôn để mà anh em chúng ta cảm nhận được cái sự sell off là như thế nào chứ không phải là nâng giá lên rồi đẩy giá xuống anh em ha thì chương trình nó sẽ diễn ra là hôm nay là ngày à, uh, 29 anh em ơi ngày 29 nha bây giờ là 11 giờ 12 giờ ngày 29 tháng 11 thì mình sẽ sell off cho tới ngày 2 tháng 11 là trong vòng hôm nay là tháng này nó có bao nhiêu ngày nó quên mất rồi uh, tháng này nó sẽ có 30 ngày là ngày hôm nay ngày mai ờ, đến thứ bảy anh em ha đến ngày thứ bảy đến thứ bảy sẽ là ngày hai đến ngày thứ bảy nha anh em thì những anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ nha cái này thì anh em chơi bao nhiêu bộ cũng được không giới hạn nhưng mà chỉ giới hạn trong cái thời gian là từ ngày 29 cho tới ngày 2 tháng 12 thôi. Thì những anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.